Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Bài đầu tiên của chúng ta sẽ là Hip Raise Step and Down. Trong tư thế này mình sẽ cố gắng giữ cho hông của bạn cao hết mức có thể trong suốt bài tập. She told me she wants somebody, somebody to work her body. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. She told me she wants somebody, somebody to work her body. She told me she needs somebody, somebody. Cố gắng giữ hông cao hết mức có thể. I love you so. Got to let you know. She says she's got the right, cut the right, touch the right, flow the right. Bài thứ hai sẽ là single leg bridge and knee crunch. Now hold it right, just check it, baby. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. Cố gắng nâng hông cao hết mức có thể. To work her body. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. Sugar, sugar, please all set to. Luôn luôn siết cơ bụng. Ở bất kỳ động tác nào chúng ta cũng nên siết cơ bụng, siết cái phần co của mình lại. Bài thứ ba là half handstand side jump. This girl is poppin', this girl is just what's happening. Ở bài này thì đơn giản là chúng ta chỉ chống tay xuống đất và chúng ta bật nhảy dưới đất và lên trên cầu thang. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. Mỗi bên 22 giây. Work her body. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. Work it out, baby. Work it. Work it out, baby. Work it. Work it out, baby. Rồi chúng ta bắt đầu đổi bên. Work it. Work it out, baby. Work it. Work it out, baby. Work it. Work it out, baby. Cố gắng dùng cơ bụng để nâng chân lên, bật nhảy lên cầu thang. Somebody to work her body. She told me she needs somebody, somebody to work it hard. Bài tiếp theo là up down high plank. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tư thế plank, high plank. Khi vào tư thế high plank chuẩn rồi thì chúng ta bắt đầu đi từng tay một bước lên cầu thang. Just look at you, got me staring straight into those eyes. Ở động tác này chúng ta tập cho toàn bộ phần cơ tay, vai. Siết cả cơ bụng mình lại, chúng ta sẽ tập luôn core. And let me rush right to you. Bắt đầu cảm thấy mỏi tay, mỏi phần cẳng tay và phần vai nữa. Sẽ tác động và đốt mỡ rất nhiều ở phần này. Why I fall for a guy. Bài tập thứ 5 là lunge and standing kick back. Chúng ta sẽ vào tư thế lunge, sau đó chúng ta sẽ nâng người lên và đá ra đằng sau. Bài tập này chúng ta sẽ đánh vào mông và đùi ha các bạn. Cố gắng lên thật sâu và đá lên cũng thật cao. Khá mỏi, chúng ta đổi chân nha. Cố gắng
trắng lên các bạn. Đầu cảm thấy nhức ở phần đùi, đùi trước và cả đùi sau. Bài tiếp theo là side to side lunge, cũng tư thế lunge của bài trước, nhưng chúng ta sẽ chỉ thực hiện động tác lunge từ bên trái của bên phải và ngược lại. Cố lên các bạn. Trái phải lên xuyên nhau ha. Cố gắng lên càng sâu, càng vô mông và đùi hơn. Biết là các bạn rất đau nhưng mà no pain no gain. Cố lên, cố lên. Ba, hai, một, nghỉ. Và tiếp theo sẽ là side squat exit. Ở tư thế này mình sẽ bắt đầu bằng tư thế side squat và squat bên hông và vặn mình. Chúng ta làm bên trái trước và đổi bên phải. Động tác này chúng ta tập luôn cho cả phần oblique, tức là phần side ab của mình, là phần bụng ở phía bên phần lườn đó. Nó sẽ làm tăng cái phần lườn. Và vặn mình hết cỡ. Cố lên các bạn. Lunge up and down cũng là động tác lunge. Chúng ta sẽ lunge trên cầu thang và lunge dưới mặt đất. Tất cả bài tập cố gắng siết bụng, cái kho của mình lại. Khi siết bụng lại, chúng ta vừa đỡ bị chấn thương, động tác sẽ chắc hơn, nó sẽ ăn sâu vào trong các cơ của mình hơn. Cố lên, hít thở đều. Hít thở đều để lấy lượng oxy vào trong cơ của mình để không bị đau nhất. Giải lao 15 giây. Chuẩn bị cho bài tiếp theo, đó là bài squat and knee raise. Chúng ta sẽ squat ở tư thế trên trên và trên dưới, sau đó bật nhảy lên và nâng gối. Ta tập mông và bụng. Grenades, you know it's time to be explosions to the brain, going out in style. Oh 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 oh. Với động tác knee raise của bài trước đó và back lunge. Chúng ta sẽ bước lên cầu thang knee raise, bước xuống back lunge. Cố gắng siết toàn bộ cơ thể của chúng ta lại.
Bài tiếp theo air squat. Bài này là một động tác basic squat bình thường thôi. Chúng ta sẽ cố gắng ngồi quá sâu đến bậc cầu thang của mình. Ở động tác này thì bạn có thể mở rộng chân nếu muốn vô mông nhiều hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ để chân bằng vai thôi thì nó sẽ vô đùi. Và nhớ rằng tiết cơ bụng lại. Calf raise. Bài này sẽ tập cho phần calf là phần bắp chân của mình đó. Nếu mà mông đùi của bạn có thì đương nhiên bạn cũng sẽ có chút ít bắp chân của mình sẽ đều hơn. Xuống thật sâu và lên thật cao, mình nhón cao hết cỡ ha. Và khi mình nhón lên thì mình giữ khoảng tầm 1-2 giây rồi xuống. Cố lên. Bài tiếp theo, bare toe touch. Cố lên các bạn ơi. Bài này là bậc cao thôi, mình bật chạm chân lên bậc cầu thang. Cố lên, cố lên. Cố lên. 30 giây nữa, cố lên. Hít thở đều, hít cơ bụng, mông, đùi, chân, hít toàn thân. Mười lăm giây nữa, cố lên. Đã thi hết 2/3 rồi, còn vài bài cuối nữa thôi, cố lên. 3, 2, 1, rest. Hai bài cuối mình sẽ chú ý vào phần core của mình ha. Side plank rất đơn giản. Don't stop. Bước lên bậc cầu thang và chúng ta giữ thế side plank này. Nâng mông càng cao càng tốt, phần hông của mình cố gắng nâng cao lên. Siết chặt cơ bụng, cơ mông của mình, tất cả phần core. You can't stop moving, cố gắng lên, cố gắng lên, mình vẫn đang tập với bạn. Don't quit. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang bên kia, side plank. Bài cuối cùng, cố lên, những giây cuối cùng thôi. Cố gắng nâng hông càng cao càng tốt. Mình mở ngực ra, mình không úp ngực lại, mở ngực ra để hông càng cao càng tốt. Siết cơ mông, cơ đùi. Oh my god, my husband. Oh. 15 giây nữa, cố lên. Come on. Mình đang tập trung với các bạn đây, cố lên. I don't quit and you don't quit. 3, 2, 1, the end.
Well done. Time to stretching. Ở bất kỳ bài tập nào thì sau khi kết thúc thì mình cũng cần thiết có những động tác stretching ha, giãn cơ, cơ nó đỡ mỏi hơn, đỡ căng cơ cho bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng tập với mình nhé. Hãy subscribe và follow để nhận được thêm nhiều video mới nữa nhé. Bye bye.